Chưa hết, giá dầu một số quốc gia như Brazil, Algeria lại đang tiếp tục gánh chịu những tác động tiêu cực từ giá quặng sắt giảm. Rõ ràng, ngành công nghiệp khai khoáng gây ra nhiều tác hại đến môi trường cũng như đời sống của người dân, nhưng vẫn không thể phủ nhận rằng các công ty khai thác mỏ đã tạo ra việc làm cho hàng triệu người. Một số quốc gia như Brazil, Algeria hay Mông Cổ đều dựa vào nguồn thu nhập chính từ khai thác mỏ, nhưng nguồn thu nhập này hiện không còn tốt như trước. Các chuyên gia phân tích ước tính giá bán tầm 50 đô la Mỹ một tấn mới mong có lợi nhuận. Cơ quan xếp hạng S&P cho biết giá thấp nhất có thể làm lụi tan ngành công nghiệp trong 2 năm tiếp theo. Một vài công ty đã phá sản và nhiều công ty khác có thể cùng chung số phận. Một số công ty nhỏ đang cố gắng tồn tại và thách thức hiện nay là giá quặng sắt đã xuống đến mức thấp nhất, thấp đến nỗi như đang thuyết phục các công ty rằng họ nên rút ra khỏi thị trường, và đó là một quyết định khó khăn nếu đó là công ty đã niêm yết. Chính phủ Úc cho biết giá giảm có thể làm tiêu tốn 25 tỷ đô la Mỹ doanh thu năm nay. Số tiền vốn được dự định để xây dựng trường học, bệnh viện và các tuyến đường mới. Trong khi các nước đang đau đầu vì giá quặng sắt giảm, thì Trung Quốc lại đang tăng sản lượng trong nước vì muốn giảm phụ thuộc vào xuất khẩu.